Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Bây giờ chúng phía trước tại báo này chúng ta sẽ tiếp tục với Plan vs. Zombie của mình. Như quý vị có thể thấy, này nó cho tất cả ngô rồi dưa hấu. Đã có chưa hả? Ở đâu có đưa chưa? Got the plan too. Zay Garden. Mấy giờ là một cái chậu rồi. Let's go. Thank you.
Mẹ lừa đảo à? What? Bà chơi số 23. Buda cho chắc. Đúng rồi. Đúng không? Đủ số lợi rồi. Mình cứ để trong bừa. Let's
mình có thể vượt qua bài này mà không cần đề dùng gì để dùng đấy luôn đó. Cố lên. Rồi. À đủ. Nhanh lên. Nhanh lên. Rồi á. Hãy đi theo. Đông vãi, mày mua đông vãi kiểu dần. Bỏ khóa tiệm đi. Wow. Thank you.
để mà sao mà này nó cho dùng bằng rồi ngon ngon. Rồi cái gì đây? Ôi, ôi, ăn flat food đây. Anh em mình là cái gì đây? Ôi, có tận 5 con rồi. Đi ơi. Không, không sao, không phải, thực sự là không phải lo lắng gì. Thực sự là không phải lo lắng gì. Ui, ui. Chính lên một lũ rồi chị ơi. Đâu, 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 đâu. Khổ xưa nó. Đến đạn vãi trưởng. Chơi, mẹ mày chơi thế hay chơi? Cuối cùng chúng ta sẽ nhận được là phần hai đầu tên, 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 tên. Giờ ta sẽ đi đi robot. May quá. Trời. Mẹ ơi, mẹ cha nó hay luôn, thả xuống.
Đừng có thể không mình sẽ đóng bót mà không cần gì đấy luôn đó. Mày tao xin mày, tao xin mày đấy, mày đừng ném nữa. Đó, 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 đó. Ui, vai. Ôi, ôi giời ơi. Hắn mạnh hơn. Rồi, tôi không cần được mạnh hơn. Ôi giời. Một xe luôn. What? Đại chuẩn. Rồi. Rồi đi chưa đi. Thua. Số đấy được. Ôi giời ơi, cha đó. Sao mình có thể vượt qua bản boss và không cần để mua lắp. Mua đam, mua đam, mua đam, mua đam. Đánh lên, ui, ui. Oh,
Buddha, 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 Buddha. Đứng vậy. Sao bó đã bị tiêu diệt. Nên bây giờ chúng ta sẽ chơi màn Pianta Party. À con này ra mấy con này thế bị tẩy rồi, dùng lover là được, mấy cái dùng lover là chúng sẽ bị tẩy rồi. Ha 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 ha. Ok. Dậy nào, dậy nào, dậy nào. Cái gì? Đùa cho mày à? Sao? Quý nó. Đây, để mình xem màn màn số 26 có gì khó đối với mình không. Ôi, và càng đó ra mà đây có cả khổng lồ. Thank you.
Rồi. Chứ chắc là mình có thể vượt qua được. Chọn con đầu tiên được.
Thì thực ra mình thua rồi. Không biết chiến thuật cùng chiến thuật không biết được qua không. Trời, chơi. Đi xong còn nhiệt tí thôi à. Đi xong. Vẫn bắt trộn cây vãi lột. Tao bắt được mày rồi. Lại nhận được một cái kia. Hôm nay mình quyết định phục thù mặt Pericross Room số 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay mình quyết định phục thù mà. Bàn tennis classroom của bà. Hiện nay mình đang có 4 cái cái gì nào? Đánh trước. Hôm nay tao đến để phục thù. Hôm nay tao đến để phục thù mày. Muốn đạn vai. Mất xe xong, mất xe. Mất xe. Mất xe luôn, mất xe. Ui, 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 đầy thả nắm gà vãi. Nhanh nào. Bão ơi, bão ơi. Dậy quá rồi. Nhanh lên nào, nhanh lên. Rồi xong lại thua. Dần hết mẹ tàu, tàu tốt rồi. Thế gì vậy? Mẹ con đang là tàu tốt. Để cho mẹ là tao có hợp ai tốt rồi. Hôm nay tao đến phục thù mày. Cái mày. Hôm nay tao đến để phục thù mày mà. Hôm nay tao đến để phục thù mày. Ăn dưa đi này. Ôi, mẹ nó. Ảo vậy, sao ảo vậy? Mẹ ơi, chơi mất dậy vậy. Mày chơi mất dậy. Mẹ ơi, mày chơi, thấy ai chơi? Chịu ai? Thôi thì à, vì tập này mình xin tạm dừng lại đây nhá. Chào tạm biệt quý vị.